lẽ nào lời nguyền cũng thật? Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Dạ con nghe nè mẹ. Alo, Hạnh hả con? Về sớm nha ông con. Mẹ với anh chị đang chờ con ăn cơm đó. Ủa có anh hai chị ba qua chơi nữa hả mẹ? Ừ. Dạ dạ con về liền. Ừ. Mẹ nghĩ làm sao mẹ làm tờ di chúc này mà mẹ chỉ để mỗi căn nhà này cho thằng Út, trong khi con với con Phúc vậy nè còn sống sờ sờ đây, mẹ không chịu quan tâm tới là sao? Ồ, sao mà cái bản di chúc này con có vậy? Cũng may á là luật sư là bản này á là con quen biết á, mới biết được mẹ cho con với anh hai ra rìa nè. Riết con biết tụi con có phải là con ruột của mẹ không nữa. Cái chuyện di chúc này nó dài dòng lắm, mà mẹ thấy là mẹ chia rất là hợp lý mà. Với lại thằng Nam á, nó bị bệnh, nó cần chỗ che mưa che nắng. Còn hai đứa bay á là có nhà cửa rồi, công việc ổn định rồi. Mà tại sao So bị tính toán với em con là sao vậy hả? Anh em với nhau mà không biết thương yêu nhau là sao? Mẹ nói vậy mà mẹ nghe được hả mẹ? Con với anh hai chạy hết bệnh viện này tới thầy thuốc khác về chữa trị cho nó, tốn biết bao nhiêu là thời gian, công sức, tiền bạc của tụi con. Thôi được rồi, sẵn con Phúc nó nói thì con cũng nói luôn. Con nghĩ là mẹ nên bán hết mấy cái mẫu đất ở đây nè, rồi dành số tiền đó chia đều cho anh em tụi con, để không ai phải So bì nữa hết. Còn chuyện thằng Út thì con cũng đã tính toán hết rồi, nên mẹ cứ yên tâm đi. Hai đứa bay đòi bán đất chẳng khác nào muốn mẹ với thằng Út ra đường hở hay sao? Mẹ à, mẹ lại hiểu sai ý của tụi con rồi. Tụi con chỉ muốn lấy lại phần đáng lý ra tụi con được hưởng thôi. Nam ơi, vậy uống thuốc nè em. Mẹ đâu mà chị vô đây? Mẹ đi hốt thêm thuốc cho em rồi, nên kêu chị canh giờ vô cho em uống thuốc nè. Vậy hả? Sao thuốc cái mùi kỳ quá vậy chị? Công cán của chị nấu cả buổi trời á. Thôi em ráng nha. Không, em không uống đâu. Không, em uống nữa đâu. Đã tàn tật rồi còn lì lợm nữa. Đã vậy hả? Tao mặc kệ mày. Mày đừng có thấy tao xuống lúc nhỏ rồi mày làm tới đi chưa? Cái gì mà chị em không sợ vậy? Trời đất ơi, sao mà con làm đổ hết trơn vậy con? Hả? Mẹ. Hả? Hồi nãy con cuốn quá con quơ đổ, không sao đâu mẹ. Thôi để mẹ xuống mẹ nấu cái chén thuốc khác cho con nha. Dạ. Thiệt là lâu rồi không có quan tâm em mình. Vậy mà mẹ sao vậy mẹ? Con có uống thuốc này chưa? Dạ chưa.
Tại sao mày ác với em mày quá vậy hả? Mẹ nói gì vậy? Chẳng lẽ vì chuyện con không cho thằng con tàn phế của mẹ uống thuốc đàng hoàng mà mẹ chửi con hả? Mất dạy. Tại sao mày đối xử với em mày như vậy hả? Nó là em ruột của mày mà. Nó là đứa con đứt ruột mà tao sanh ra. Nếu nó không có lành lặn thì không đến lượt mày nói đâu. Vậy mẹ nói đi, con đã làm gì để ăn cái tát này của mẹ? Cái này là cái gì đây? Mày đầu độc em mày để mày chiếm miếng đất phải không? Nói. Con có biết gì đâu. Thuốc này là con hốt của ông thầy trên thị xã. Con đừng có qua mặt mẹ. Hồi xưa đó ông ngoại hốt thuốc, thuốc độc tính hay là lành tính như thế nào mẹ đều biết hết. Ý mẹ nói con hút thuốc để đào độc thằng Út đúng không? Mà mẹ nè, bây giờ nó nằm một chỗ cũng không biết sống được bao lâu. Trước hay sau á, nó cũng đi thôi à. Câm miệng lại. Út, sao mày ác miệng quá vậy hả? Mày cũng biết mày nói vậy á là cho mẹ đau lòng không hả? Mà xin lỗi mẹ đi. Anh hai, bây giờ anh đứng về phía mẹ với thằng Út phải không? Mà em nói cho anh biết, mẹ cũng không có chia cho anh xu nào đâu. Phúc, bộ em thấy mẹ chưa đủ khổ sở hay sao hả? Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi. Cái con này. Phúc, đặt tên hai đứa là hạnh phúc. Mẹ mong lúc nào gia đình mình cũng được hạnh phúc và yêu thương nhau. Mà tại sao gia đình mình như vậy hả con? Sao không mẹ? Mà mẹ bắt công an chưa? Mẹ sợ con Phúc á, nó dính vô trong cái chuyện này cho nên mẹ không dám báo. Thôi được rồi, mẹ cứ bình tĩnh đi, để chuyện này con lo cho. Nếu như mà con Phúc có liên quan đến chuyện này á, con nhất định sẽ bắt nó chịu tội. Mẹ đang nghi ngờ thôi con. Mẹ nghĩ con Phúc chắc là nó không dám làm chuyện này đâu con. Dạ. Trời ơi, mẹ mệt trong người ghê á. Mấy bữa nay có xảy ra chuyện gì đâu không à? Con bị sao vậy? Hả? Dạ con không sao. Tại hồi chiều con không cẩn thận đi xe cái nó quẹt trầy xước sơ sơ à. Không sao là được rồi. Sao mà nhà mình xảy ra đủ chuyện không biết. Thôi mẹ ngồi chơi nha, để con lấy nước cho mẹ uống. Đi đi con. Hôm nay mẹ gọi các con ra đây để mẹ tính chuyện phân chia tài sản. Là như thế này. Cái nhà này với miếng đất phía sau mẹ cho thằng Út. Còn miếng đất trong xóm chiếu á, mẹ sẽ bán và chia đều cho hai con Hạnh và Phúc. Mẹ nói vậy sao được? Thằng Út mấy năm nay nó nằm một chỗ, toàn là ăn bám gia đình không à, có lo được cái gì đâu. Sao mẹ chia gần hết tài sản cho nó vậy? Thưa mẹ, con là phần anh lớn trong nhà, cũng có nhà cửa công việc ổn định hết rồi, nên con cũng không muốn tranh giành với mấy đứa em làm gì. Nhưng mà dù sao á, nhà mình cũng có ba anh em, nên con muốn mẹ là ăn đồng chia đủ để cho anh em công bằng, với lại khỏi phải tranh giành làm gì. Mẹ nói cho các con nghe, chính vì thằng Út nó bệnh nên nó cần phải có tài sản, để sau này nó có tiền
mới có người chăm sóc cho nó chứ. Tại sao hai đứa con là anh của nó, chị của nó mà lại tính toán với em mình là sao? Thôi, con thấy như vậy, nếu như gia đình mình không có thống nhất á, thì nhờ chính quyền can thiệp đi mẹ. Nè, nếu mà đưa lên chính quyền á, anh là người đưa em ra trước tiên đó, nghe chưa? Còn không phải nữa, chẳng phải là hôm trước em lẻn vô nhà rồi tính hãm hại thằng Út hả? Anh nói cái gì vậy anh hai? Hạnh à, con nghĩ con là người vô can trong cái vụ mà hãm hại em mình sao? Mẹ sao tự nhiên cái mẹ chuyển sang nghi ngờ con vậy? Mẹ đã nhờ bác sĩ giám định cái mẫu máu trên cái bông băng tay con đó, và mẫu máu dính trên con dao. Chắc con là người biết kết quả như thế nào đúng không con? À... mẹ rất là đau lòng. Chỉ vì muốn có tài sản mà tụi con tính toán với nhau tìm cách để hãm hại nhau. Nếu mà đổi lấy ấm êm hạnh phúc, chẳng thà mẹ trắng tay mà mẹ vui con à. Anh hai, anh đã có cách gì chưa? Chẳng lẽ để cho mẹ phân chia tài sản vậy hả? Anh đã gửi tiền cho bên trung tâm nhờ họ nhận bệnh rồi. Đến lúc đó anh sẽ tìm cách chuyển nó qua bên đó luôn, rảnh nợ. Đến lúc đó thì mẹ cũng không còn lý do gì mà để dành tiền cho nó hậu thân nữa. Mẹ sẽ tìm cách ngăn cản, anh không có đưa nó đi được đâu. Hiểu không? Mà con dẫn mẹ đi đâu vậy? Dạ, thật ra là thời gian qua con với anh hai cũng có quá đáng với thằng Út, nên bây giờ tụi con sẽ nghe theo lời mẹ về việc phân chia tài sản. Con có mời luật sư rồi, ảnh sẽ hỗ trợ cho mình về mặt pháp lý. Mẹ theo con gặp ảnh nha. Mẹ nghe con nói vậy á, mẹ mừng lắm con ơi. Dạ. Sao nhỏ này nó chịu nghe lời mình vậy ta? Mới đây nó còn quyết liệt mà. Chẳng lẽ... ôi tao chết rồi. Hồi nãy mày đi mày quên tắt bếp rồi. Trời thiệt á, già lẩm cẩm quá con ơi. Thôi mẹ, mình đi gặp ảnh trước đi, ảnh chờ mình lâu dữ lắm luôn rồi đó. Mà không có được con ơi, biết sao không, nhỡ nó cháy nhà rồi sao? Nè, con hẹn người ta dịp khác đi. Thôi. Mẹ! Đưa em đi đâu vậy anh hai? Anh hai! Nè, bây giờ em nghe hai nói nha. Hai sẽ dẫn em tới chỗ này, người ta sẽ chăm sóc cho em tốt hơn. Chứ không lẽ em vẫn tâm để cho mẹ già lớn tuổi ở nhà chăm lo cho em hoài vậy sao? Đúng không? Không, em không đi đâu này. Mẹ ơi, có một con như con mẹ ơi. Thành ơi, con dẫn em con đi đâu vậy? Hả? Dạ, con dẫn em tới chỗ trung tâm bảo trợ xã hội á. Chỗ này người ta chăm sóc cho em tốt hơn, với lại trong đó có vật lý trị liệu nữa. Biết đâu không chừng em vô trỏng rồi một thời gian sau cũng khỏe bệnh sao hả mẹ? Đừng mà con, mẹ xin hai con mà. Hai con đừng có dẫn em con đi. Mẹ muốn sống với em con mà. Vậy cũng được, nhưng mà con có một điều kiện. Mẹ phải chia đều tất cả tài sản cho tụi con. Thank you.
chuyện gì đây? Hai đứa con sao vậy nè? Con, thằng Năm, thằng Năm đâu rồi? Thằng Năm ơi, con ơi, con không có ở trong đây là đi đâu? Con xin lỗi mẹ. Lúc trước tại con đi đứng không có cẩn thận nên phải báo hại mẹ khổ sở chăm sóc lo lắng cho con. 7 năm trời một mình mẹ chạy đôn chạy đáo. Con biết là mẹ chỉ muốn con được khỏe lại thôi. Nhưng mà cuối cùng trời cũng thương lấy mẹ con mình. Tay chân con bắt đầu cử động lại được. Nhưng con muốn á, khi nào con đi đứng lại bình thường, con sẽ làm cho mẹ bất ngờ. Vậy mà trong cái lúc đó, con biết được Hai với chị ba luôn tìm đủ mọi cách để uy hiếp, đòi chia tài sản. Nên con tiếp tục giả tật nguyền để mong có ngày con lật mặt được hai con người này. Còn bây giờ anh chị con bị sao đây? Con đã âm thầm theo dõi hai người bọn họ. Con biết được bọn họ đang làm cái gì. Và bây giờ ép bọn họ uống cái thứ thuốc mà lúc trước chị ba bắt con phải uống. Trời đất ơi, con ơi, hai đứa con có sao không vậy nè? Con ơi, hai đứa nó có làm gì, nó cũng là anh chị của con mà, tại sao con nhẫn tâm như vậy hả? Nam ơi, mẹ xin con tìm cách cứu anh chị con đi con. Mẹ yên tâm đi, thứ thuốc này không có giết được hai người bọn họ đâu. Con chỉ muốn cho một bài học thôi. Mẹ quên lúc trước con học y hả? Các con sai rồi. Thứ tài sản mà có ba mẹ là không phải miếng đất và cái căn nhà. Thứ mà ba mẹ tích góp cả một cuộc đời là ba đứa con. Dù mẹ có bán đi tất cả đất đai, bán đi cái thân già này để đánh đổi sự bình yên, cái bình an của ba đứa con của mẹ, là mẹ sẽ đánh